Chào anh em nhé. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh. Giò, que tre, cuốn keo mấy cò nhé. Và nhựa mấy cò. Phục vụ cho anh em chơi mùa cò 2018 nha. Đây là cái keo mấy cò đây. Cái này các bác lưu ý nhé. Trước khi sờ tới thì mình nên dẫm ướt tay. Hàng này nó là hàng siêu dính nhé, hàng siêu dính. Cực kỳ luôn rồi. Đây. À chà chà. Dính quá rồi. À đây nhá. Đây là thực tế cái keo mấy cò mấy bạc nhá. Keo này dùng cho mấy cò mấy bạc này. Đây chắc tôi phải cắt đi thôi chứ. Càng kéo thì nó càng ra. Cái này mình dùng thì mình dấp ướt tay. Dấp ướt tay xong mình bắt đầu mình thao tác mình lấy nhá. À, đây này, các bác nhìn này, thực tế này. Đây nhá. Đây là thực tế cái keo mấy cò, mấy bạc. Keo này là keo công nghiệp nhá. Keo công nghiệp chất lượng thì siêu dính tuyệt vời luôn. À, các bác mua về thì chỉ có dùng trực tiếp luôn. Không cần phải pha chế bất cứ một cái gì nhá. Không cần phải pha chế, không cần phải làm gì cả. Và là chỉ quấn vào que là chơi thôi. Thế còn hình thức bán hàng của shop thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. COD toàn quốc nhá. Và đóng thì đóng trong một cái hộp. Bán với đơn vị ít nhất là 1kg nhá. Cái này thì không bao nhiêu tiền đâu. Nó có 300, 200 mấy nghìn một cân thôi. Sẽ không bán ít hơn đâu. Bán một ít nhất là 1 cân nhá. Và thứ hai nữa là các bác chơi ấy, thì ít nhất phải chơi 1 cân, chứ chơi dưới 1 cân thì nó ít quá nhé. Cái này ấy là nó đã bao cả ship cho các bác rồi, nó không bao nhiêu tiền cả. Thế còn các bác mà mua ít quá thì là shop sẽ không có làm được, không đủ chi phí để làm nhé. Đây, hàng này là hàng keo này gọi là keo công nghiệp, người ta nấu sẵn rồi. Và đợt này dính kinh rồi, đảm bảo với các bác là siêu dính. Siêu dính siêu bền. Và về là dùng luôn đây, không phải lấu, không phải tha gì cả nhé. Đây, tay tôi dẫm ướt xong mà nó còn vẫn còn dính như này này. Cái này đúng ra là phải có nước xà phòng, nước xà bông nhé, thì nó đỡ dính hơn. Hải công nó cầu cái chai nước rửa chén ở đây. Đây các bác nhìn này. À, thấy cái độ dính của nó nhá. Đấy. Theo tôi kéo một ít đi. À, các bác kéo hết tầm tay của mình luôn. Nó vẫn tơ, nó không hề đứt tí nào nhá. Cho cùng mình dọn đây. Cái này nước không nó vẫn dính lắm. Thôi. Nó phải có tí dầu rửa bát hoặc là xà bông nhá. Để đỡ dính hơn. Đấy. Đây đỡ dính hơn này. Còn khi các bác này là cho nó trơn cho nó dính thôi. Còn khi các bác quấn vào keo thì nó sẽ trôi hết xà phòng đi, là cái độ dính của keo lại quay về bình thường nhé. Cái này này cho giúp cho mình trơn cho mình dễ thao tác dễ làm thôi. Đấy đi. Đây. Cái này thì 1 cân hơi tươi một chút. Vậy là nó đẹp nhé, vừa đẹp nhé. À, keo mấy cò cho mùa cò 2018. Keo này là keo công nghiệp, hàng keo siêu dính siêu bền nhé. Thế còn mua hàng thì luôn luôn là ship COD toàn quốc. Các bác liên hệ với số điện thoại mà tôi để dưới màn hình nhé, ủng hộ shop nhé. Thế ngoài keo ra thì bên shop còn bán cả que tre. Que tre giúp các bác cuốn nhựa nhé. Để giới thiệu sơ với các bác, cái que này ấy, nó là que vót thủ công. Thủ công nhé. Thủ công có nghĩa là vót bằng dao, vót bằng tay đấy, không phải là que tuốt máy đâu. Nó rất là đều, rất là đẹp, trơn, nhẫn. Một cái que này là dài 50 phân nhá, dài 50 phân. Các bác để ý này. Cái phía ngọn là nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn phía chân. Nhỏ hơn phía chân nhá. Phía chân cắm thì đã làm đã vót nhọn chân cắm. Que này thì rất là dẻo. Que này làm bằng tre nhá các bác nhá. Tre này là tre bánh tẻ vừa dẻo vừa dai. Các bác yên tâm về chất lượng cực kỳ luôn.
không phải hàng tuốt máy đâu nhá, hàng này hàng làm thủ công này. Và khi đã tuốt vót ngon chỉnh hoàn thành hết rồi ấy, thì sẽ đưa qua lửa, đưa qua lửa để hơ những cái tua cái mạt nhỏ đi ấy, cho cháy bớt đi ấy. Đây này, các bác nhìn thấy phía chân này là nó có hơi xám đen, thì đã được hơ qua lửa hết những cái phần mềm, phần tơ phía ngoài, để nó chỉ còn đúng cái phần chính, phần lõi của tre, phần cứng này nhá. Đấy, cái hàng này thì phải nói trước với các bác là tiền nó sẽ hơi cao hơn một chút đối với những cái hàng que mà người ta làm máy nhá, que tuốt máy nó sẽ rẻ hơn, hoặc là que vuốt tay nhưng mà thợ vuốt là không kỹ càng nhá, không chi tiết, không kỹ như này thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Còn cái que này thì giá thành nó sẽ là cao đấy các bác nhá. Các bác chơi thì là chấp nhận nhá, hàng làm thủ công là hàng đẹp. Một bó que kia, bó que này để ra thì là một điểm 10, một điểm 5-6 thôi, thì tiền nạp của đấy các bác nhá. Làm đào này đẹp, vót tay nhẫn, trên ngọn là nhỏ, dưới chân là to, hơn nửa hết nhá. Vàng ống che là đảm bảo cho các bác là không già quá, không non quá, che bánh tẻ nhá. Đấy, thì các bác có nhu cầu chơi văn nghệ ấy, các bác là thợ chuyên nghiệp thì có thể là mua một lần 500 tới 1.000 que, còn các bác chơi văn nghệ thì có thể là một bó này là 100 que là đủ cho các bác chơi rồi nhá. 100 que cân keo này thì các bác đánh cả mùa đấy, 100 que với cân keo đánh cả mùa, hoặc là các bác đánh 200-300 nhá. Đối với một cân keo này ấy, thì sẽ đủ cho các bác dùng cái lượng que ấy, là từ 800 que tới 1.000 que hết là cuốn một lần đấy nhá. Còn các bác nào mà có 200-300 thì các bác sẽ cuốn được mấy lượt, nói chung là chơi cả mùa luôn nhá. Rồi xin cảm ơn các bác nhá. Hàng keo bẫy cò bẫy vạc, hàng keo công nghiệp siêu dính, các bác nhìn thực tế đây, trong nhá, không có màu, không màu gì. Cái này thì đảm bảo các bác là dính trong cả thời tiết sương động hoặc là mưa phùn nhé, trong điều kiện mưa phùn nước ẩm vẫn còn dính bình thường các bác nhé. Đấy. Đấy, cái này là luôn là cam kết với anh em về cái chất lượng của cái keo này rồi, cực kỳ luôn. Rồi xin cảm ơn các bác nhé, các bác ủng hộ thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop nhá. Rồi xin chào.